Hải chia sẻ thật sự là rất là tỉ mỉ và cặn kẽ. Khi mà Hải chia sẻ video, Hải mong rằng giúp đỡ được của anh chị mình, chứ Hải không mong gì khác. Tất cả những cái bài thuốc của Hải hình như là 90% là thường Hải chia sẻ để của anh chị mình đi kiếm dược liệu cho đỡ tốn tiền với những người khó khăn không có tiền chữa bệnh đường cùng. Chỉ có 10% là chúng ta đi mua thôi. Nhưng mà đi tìm thì nó nói cái câu đi tìm thì nó rất là đơn giản, nhưng mà nó cần cái sự kiên trì và nhẫn nại của chúng ta, quyết tâm của chúng ta thì chúng ta đi tìm thì mới có. Chứ còn mà bước ra nhà vài mươi mét thì không có, đi về thì không sao, không thì không có ý nghĩa. Có những người ta đi tìm cây thuốc vài trăm cây số người ta vẫn đi tìm. Có những cây thuốc thì có bán, có những cây thuốc thì người ta không có bán đâu. Phan Hải xin kính chào quý quán chị mình ha, lại là Phan Hải đây. Thì hôm nay Phan Hải sẽ chia sẻ cho quý quán chị mình một cái loại cây trồng ở trong nhà. Nếu nhà ai có người già hoặc người bị hở van tim, người bị bệnh gút, bị tiểu đường tiếp 2 và mùa đông gần đến rồi, chúng ta thường hay bị viêm hầu họng, đó, bị đau nhức xương khớp do bệnh gút thông phong, thì trồng cây này nó đỡ tốn tiền triệu cho chúng ta mua thuốc và nó đúng theo nghĩa đen của nó. Nhất là cái bệnh hở van tim và bệnh tiểu đường. Thì cái bệnh hở van tim này thì như hồi video cách đây 2-3 ngày Hải đã nói đó, thì mẹ mình á, thì lúc trước á, là đi khám á, thì hở van tim 2 lá. Khi sử dụng loại cây này á, trong vòng 2 tuần, có nghĩa là nửa tháng, hết tới bây giờ luôn. Nhưng mà Hải cũng đã chia sẻ bài thuốc này rất là lâu rồi, và chính người nhà của Hải á, là kiểm chứng. Cho nên á, hôm nay Hải quyết định chia sẻ lại. Bởi vì cây thuốc này Hải đã chia sẻ cách đây khoảng lâu rồi, nhưng mà chia sẻ 2-3-4 lần rồi. Tới bây giờ những cô bác chị mà mới vào xem kênh thì không có thấy. Thì bây giờ Phan Hải sẽ chia sẻ cây thuốc ha. Và sau khi xem video nếu có thấy cái có ý nghĩa thì hãy cho Hải xin một like ha. Đó, ở dưới đó có cái hình vậy. Cô bác chị mình cho Hải xin một like ha, để Hải có tinh thần hơn tìm những bài thuốc có ý nghĩa để gửi tặng, chia sẻ lên chú quý của anh chị mình. Đồng thời nếu được nhiều like, video được nhiều like thì sẽ được YouTube là theo cái thực toán là đề xuất nhiều hơn cho những người đang bị bệnh khó khăn không có tiền chữa bệnh đường cùng, thì người ta thấy cái bài thuốc và đôi khi cũng cứu rỗi người ta một phần nào, thì đó cũng là một phần công đức của anh chị mình góp phần. Rồi thì đây của anh chị. Đây là cây đuôi chuột. Ở trong đông y người ta còn hay gọi là cây đuôi lương hoặc là cây roi ngựa. Cây này là nó có tên khoa học là Herba. Tính vị của nó đó thì vị đắng, tính mát. Đó. Cây này thì bộ phận sử dụng thì chúng ta sẽ sử dụng toàn thân ha. Đây, mình cho các bác chị mình xem cho nó kỹ ha. Đây, lá của nó đây. Hoa của nó đây, nó có hai loại nữa, đó là loại hoa tím nhạt, đây là tím đậm nè, có loại hoa tím nhạt và cái loại hoa trắng dạng dây, đây là cái dạng cây nha, cây chứ không phải dây nha. Có loại hoa trắng dạng dây mà mọc hoang thì cái loại đó chúng ta không sử dụng ha, chúng ta chỉ dùng loại hoa tím này và hoa tím nhạt. Thì cuối video đi, hãy cho cô bác chị mình biết cách để chúng ta sở hữu được cái cây này. Rồi hãy xin nhắc lại, đây là cây đuôi chuột hoặc là gọi là cây đuôi lương hoặc là cây roi ngựa hoặc là một số tên khác nữa, nhưng đó là những cái tên mà chúng ta dễ nhớ. Ở trong đông y gọi là cây mạch lạc. Tên khoa học của nó là Herba. Tính vị của nó là vị đắng, tính mát. Rồi khi mà chúng ta có người lớn trong nhà hoặc là trẻ em cũng được, hoặc là mùa đông đến mùa lạnh nè, chúng ta hay bị viêm hầu họng. Viêm hầu nó là toàn cái bộ phận khoang miệng chúng ta, thì cô bán chị mình là lấy cho Hải là 30g tươi, khoảng nắm nhỏ nhỏ như thế này đó, lá hoặc đọt. Bộ phận sử dụng là toàn thân, chúng ta lấy bộ phận nào cũng được. Sau khi đó chúng ta sẽ ngâm vào nước muối loãng, rửa nước sạch để ráo, và chúng ta sẽ giã nát hoặc xay nhuyễn, rồi vắt nước cốt ra, vắt nước cốt ra ha. Thì nếu chúng ta có mật ong rừng thiên nhiên hoặc mật ong nuôi cũng được, bỏ vào cho Hải một muỗng cà phê. Còn nếu không thì bỏ ít đường vào, ít thôi, nửa muỗng cà phê đường thôi, cho bởi vì vị nó là vị đắng. Quậy cho đều và chúng ta sử dụng. Thì cách sử dụng rất đơn giản, trước khi ăn hay sau khi ăn cũng được. Thì của anh chị mình cứ múc cho Hải một muỗng cà phê và ngậm vào và nuốt từ từ để cho nó thấm vào họng chúng ta, nó trị tiêu viêm rất là tốt. Đó.
hết muỗng này tới muỗng kia cũng được, không sao hết. Thì sử dụng khi nào hết bệnh chúng ta sẽ ngừng. Đó là cách trị viêm hầu họng. Có thể là viêm amidan cũng được, nó trị như vậy. Đó. Rồi khi mà chúng ta bị tiểu đường tiếp 2, bị bệnh gút hoặc bị hở van tim, thì chúng ta sử dụng cái cây mạch lạc hoặc họ gọi là cây đuôi chuột này như thế nào? Đây của anh chị. Hồi bữa hại một đám luôn á, nhưng mà hại cắt á. Bây giờ nó mới lên lại nữa. Có hai cách sử dụng. Một là chúng ta có thể sử dụng khô, hai là chúng ta sử dụng tươi. Thì sử dụng tươi thì nó đơn giản nhất nếu nhà chúng ta có trồng. Mà nếu nhà chúng ta không có trồng thì chúng ta sử dụng khô bằng cách là chúng ta mua ở tiệm thuốc nam hoặc là ở ở trên mạng về mua giống á. Về chúng ta trồng đó, hoặc là sử dụng khô thì chúng ta mua khô về chúng ta sử dụng. Cái cách sử dụng khô á là nó rất là đơn giản, nó hỗ trợ những cái bệnh như hồi đã nói gút, tiểu đường, rồi hở van tim, đặc biệt là cái bệnh hở van tim rất là tốt. Của anh chị mình lấy cho Hải á, là nếu khô thì lấy cho Hải từ 15 đến 20 gram khô toàn thân, bộ phận sử dụng là toàn thân, bỏ vào nồi. Có hai cách nấu, thì có hai cách đổ cho Hải nửa lít nước nấu sôi lên. Sôi lên trong vòng 5 phút và chúng ta sẽ chắc lấy cái nước đó chia làm 3 lần uống trong ngày. Uống sau khi ăn 5 đến 10 phút. Cách nấu thứ hai là nấu trà uống bằng cách là chúng ta lấy 15 đến 20 gram cái cây mạch lạc khô này. Của anh chị mình bỏ vào một cái ấm và nấu sôi cho Hải nửa lít nước và đổ vào. Để trong vòng 10 phút sau, của anh chị mình chắc lấy cái nước đó uống. Uống hết chúng ta sẽ nấu thêm nước hai, có nghĩa là nấu thêm nửa lít nước sôi khác đổ vào, và của anh chị mình để trong vòng 10 phút và uống nước thứ hai xong chúng ta bỏ đi. Thì mỗi ngày chúng ta sử dụng như vậy, và kiên trì, nhớ là kiên trì sử dụng thuốc nam là phải kiên trì. Riêng đặc biệt cái những cái bệnh này chúng ta phải kiên cử một hồi, hãy cho kiên cử cho anh chị mình ha, lưu ý ha. Rồi cái cách đơn giản nhất ấy, là chúng ta trị hở van tim hoặc tiểu đường hoặc là bệnh gút bằng cách là sử dụng tươi. Của anh chị mình nó là sáng ra đây, mặt trời chưa lên nè, của anh chị mình đó, mặt trời chưa lên nè, thì sáng ra đó thì của anh chị mình là xúc miệng xong, của anh chị mình là lấy cho Hải nè, dao động là từ 5 đến 9 lá, từ 7 đến 9 lá, thì theo mức độ cái lá lớn nhỏ. Lá lớn thì chúng ta lấy 7 lá, 6 lá, còn lá nhỏ thì chúng ta lấy 9 lá, 10 lá, rồi rửa sạch đi, rồi chúng ta nhai và nuốt nước từ từ, mỗi ngày một lần như vậy. Và nếu như chúng ta bệnh ở 3 lá thì sao? Thì mỗi ngày nhai 2 lần và kiên trì sử dụng như vậy. Và tính vị của nó là vị đắng. Chúng ta nhai như vậy thì đôi khi nó có ảnh hưởng là cái gì? Là khi mà chúng ta ăn uống nó không có ngon miệng. Nhưng trong khi chúng ta đang trị bệnh thì cái quan trọng nhất là chúng ta trị bệnh. Thì như vậy chúng ta cứ nhai thôi, khi nào hết bệnh thì thôi. Cái cách này là mẹ mình sử dụng. Cái cách nhai này nè là mẹ mình sử dụng. Mẹ mình không có sắc uống mà chỉ nhai lá thôi. Là trong vòng nửa tháng là nó hết hở van tim. Và đây là cái lưu ý cho các anh chị mình, những cái lưu ý kiên cử nè. Nếu chúng ta bị hở van tim thì chúng ta kiên cử gì? Kiên cử xúc động mạnh. Xúc động mạnh, quá buồn hoặc là quá vui. Đó. Giảm ăn mặn, ăn lạc thôi. Rồi cái bệnh tiểu đường thì chúng ta kiên cử gì chúng ta cũng biết rồi. Những cái thức ăn có đường, ngọt chúng ta không sử dụng, rượu bia nghỉ luôn, ở bên tim cũng vậy, nghỉ rượu bia luôn, thuốc lá luôn. Bệnh tiểu đường cũng vậy, nghỉ rượu bia, thuốc lá luôn. Thuốc lá thì có thể cầm chừng được, giảm bớt được, còn rượu bia là ngưng hẳn. Rồi bệnh gút thì sao? Bệnh gút thì chúng ta kiên cử gì? Kiên cử ăn cái trái đậu rồng và rau muống và nội tạng động vật và những thức ăn có thịt đỏ, ví dụ thịt bò hoặc là thịt cá biển, và rượu bia kiên cử luôn đó. Còn viêm hầu họng thì chúng ta cũng kiên cử những cái thức ăn ngọt, ví dụ như kẹo, bánh, nước ngọt, chè rồi đó, kiên cử luôn. Thì đó là một cái số kiên cử cho quán chị mình khi mà chúng ta sử dụng cây mạch lạc này, cây đuôi chuột này đó. Của anh chị mình thấy nè, hồi bữa là nó nhiều lắm nhưng mà hãy cắt á, bây giờ nó lên lại nè. Rồi hôm bữa thì Hải có quay cái video trước á, thì của anh chị mình nhờ Hải chia sẻ lại, thì hôm nay Hải chia sẻ lại rồi đó. Thì mong rằng nó có thể giúp đỡ được của anh chị mình ha.
Và đây là đúng nghĩa đen là khi trồng cây này thì chúng ta đỡ tốn tiền triệu mua thuốc. Từ nãy giờ các bác chị mình nếu có trồng nhà chưa tốn đồng tiền nào luôn, chưa tốn luôn á. Nếu có trồng trong nhà thì chúng ta chưa tốn đồng tiền nào để mua thuốc luôn. Thì rất là nhiều bệnh đúng không? Viêm hầu họng nè, gút tiểu đường, hở van tim nè. Đó, các bác chị mình chưa có tốn tiền luôn. Và cái cây này á, là chúng ta chỉ trồng một lần ở trong nhà và chúng ta sẽ sử dụng cả đời. Bởi vì nó xanh xoay nảy nở rất là nhiều, khi mà nó rụng hạt nó lên rất là nhiều luôn. Và khi mà nhiều quá chúng ta sử dụng không hết á, thì chúng ta chặt khúc phơi khô để dành sử dụng. Đó. Và khi sử dụng hết bệnh rồi thì chúng ta sẽ ngưng. À, ngưng ha. Còn nếu mà ai mà bị hở van tim mà muốn phòng đó, thì cứ một tuần á, hết rồi mà chúng ta muốn phòng thì chúng ta mỗi tuần á, chúng ta sử dụng 1 đến 2 lần bằng cách là chúng ta nhai lá như hai đã nói đó. Sáng ra chúng ta nhai cái lá tươi đó 1-2 lần thôi. Đó. Bệnh gút á, thì là một cái bệnh mãn tính. Thì chúng ta có thể là sử dụng khi mà nó giảm 90% rồi. Chúng ta không có cho nó tái lại. Thì chúng ta cứ hồi nãy là liều lượng của bệnh gút á, là chúng ta lấy từ 15 đến 20 gram. Thì bây giờ chúng ta phòng bệnh thì chúng ta lấy 5 đến 7 gram thôi. Chúng ta pha trà uống. Đó, như vậy thì nó giúp chúng ta là phòng ngừa và không cho bệnh tái phát. Đó. Hãy chia sẻ thật sự là rất là tỉ mỉ và cặn kẽ. Khi mà hãy chia sẻ video, hãy mong rằng giúp đỡ được của anh chị mình. Chứ hãy không mong gì khác. Tất cả những cái bài thuốc của Hải hình như là 90% là thường Hải chia sẻ để của anh chị mình đi kiếm dược liệu cho đỡ tốn tiền. Với những người khó khăn không có tiền chữa bệnh đường cùng, chỉ có 10% là chúng ta đi mua thôi. Nhưng mà đi tìm á, thì nó nói cái câu đi tìm thì nó rất là đơn giản, nhưng mà nó cần cái sự kiên trì và nhẫn nại của chúng ta, quyết tâm của chúng ta, thì chúng ta đi tìm thì mới có. Chứ còn mà bước ra nhà vài mươi mét thì không có, đi về thì không sao, không thì không có ý nghĩa. Có những người ta đi tìm cây thuốc vài trăm cây số người ta vẫn đi tìm. Có những cây thuốc á, thì có bán, có những cây thuốc á, thì người ta không có bán đâu. Ví dụ như cái vỏ của cây gòn gai người ta không có bán đâu. Rồi vỏ cây gòn gai thì đau nhức xương khớp và gai đôi cột sống. Ví dụ như cái vỏ của cây hoa sữa thì nó trị là một cột sống sụp cột sống sụp một địa điểm. Cái bài thuốc từ cây hoa sữa đó hãy chia sẻ cách đây cũng hơn 2 năm và rất là thành công luôn. Rất là thành công luôn, bởi vì rất là nhiều người đã comment lại cho Hải uống vỏ cây hoa sữa đó. Nó cực kỳ tuyệt vời. Có những người nằm liệt uống mà bây giờ đã đi lại được. Nhưng mà vỏ cây hoa sữa lại không có bán. Đó, đặc biệt nhẹp như vậy. Cho nên là chúng ta phải cần đi tìm, đi kiếm. Đó. Còn cây này thì có bán nè, nó dễ rồi. Cho nên là hãy lưu ý của anh chị mình là nếu muốn điều trị thuốc nam và chúng ta không có tiền chữa bệnh thì chúng ta nên cực lực bỏ sức ra đi tìm bằng một cái tâm của chúng ta là quyết tâm. Còn những người mà có tiền thì đôi khi những loại cây có bán thì chúng ta có thể mua. Nhưng những loại cây không có bán thì chúng ta mua không có được đâu nha, chúng ta phải đi tìm. Nhưng mà cũng không khó lắm đâu, Hải tìm được thì các anh chị mình tìm được. Bởi vì Hải cũng là con người, cũng giống như các anh chị mình, mà Hải tìm được thì các anh chị mình tìm được. Ở trong kênh của Hải bây giờ nó hơn 1.300 video, mà mỗi video trung bình là 2 bài thuốc đi. Thì mỗi bài thuốc nó là mỗi cây. Một mình Hải thôi, Hải đi tìm mấy ngàn cây thuốc được. Thì cô bác anh chị mình đi tìm 1-2 cây thuốc nó không đáng gì đâu. Ráng cố gắng lên của anh chị mình. Bệnh nó không tha cho chúng ta nếu chúng ta không quan tâm đến nó đâu. Đó. Rồi, thì cũng đã xong. Thì cuối video Văn Hải chúc cô bác anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn luôn thành công cuộc sống ha. Bây giờ Hải đến đây, Hải xin được kết thúc. Bây giờ xin chào. À, nếu thấy có ý nghĩa hãy cho Hải xin một like ha. Rồi, bây giờ xin chào. Xin hẹn gặp lại quý bác anh chị mình trên kênh YouTube Văn Hải Channel và video tiếp theo.